Khoai lang, có tên khoa học là Ipomoea batata, là một loài cây nông nghiệp với các rễ củ lớn, chứa nhiều tinh bột, có vị ngọt, được gọi là củ khoai lang. Và nó còn là nguồn cung cấp rau ăn củ quan trọng, được sử dụng trong vai trò của cả rau lẫn lương thực. Các lá non và thân non cũng được sử dụng như một loại rau. Khoai lang là một loài cây thân thảo, dạng dây leo sống lâu năm, có các lá mọc so le hình tim hay xẻ thùy chân vịt. Các hoa có tràng hợp và kích thước trung bình. Rễ củ ăn được, có hình dáng thuôn dài và thon. Lớp vỏ nhẵn nhụi, có màu từ đỏ, tía, nâu hay trắng. Lớp cùi thịt có màu từ trắng, vàng, cam hay tím. Khoai lang có nguồn gốc khu vực nhiệt đới châu Mỹ. Nó được con người trồng cách đây trên 5.000 năm. Ngày nay, khoai lang được trồng rộng khắp trong các khu vực nhiệt đới và ôn đới ẩm, với lượng nước đủ để hỗ trợ sự phát triển của nó. Nó là đặc trưng trong nhiều món ăn ở Nhật Bản, Đài Loan, Philippines và các quốc gia khác. Indonesia, Việt Nam, Ấn Độ cùng một số quốc gia châu Á khác cũng là các quốc gia trồng nhiều khoai lang. Quý vị, khoai lang là một loại củ rất là phổ biến và gần gũi với con người Việt Nam chúng ta nói riêng. Và đối với các quốc gia khu vực nhiệt đới thì khoai lang là một loại lương thực chủ yếu. Trong khoai lang thì có thành phần chính là tinh bột, thì ngoài ra còn có chất xơ và các loại vitamin như là vitamin A, vitamin C, vitamin B6, v.v. Có rất là nhiều loại khoai lang khác nhau như là khoai lang màu trắng, khoai lang đỏ, khoai lang có màu vàng cam hay là khoai lang tím. Nhưng mà hầu hết các loại khoai lang này đều có vị là vị ngọt. Và thưa quý vị, khoai lang thì gần gũi với chúng ta như thế, nhưng mà về tác dụng cũng như là công dụng của nó với cuộc sống chúng ta thế nào thì có lẽ rằng chúng ta cũng chưa hiểu rõ lắm. Chính vì thế mà ngay bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe phần giới thiệu của Lương Nghi Đinh Công Bảy, Tổng Thư ký Hội Dược liệu Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời thầy. Kính thưa quý vị, cái khoai lang còn được gọi là cam thừ hoặc là cam chư. Thì khoai lang là một cái loại lương thực có từ lâu đời, và người ta sử dụng khoai lang dùng trong đông y để làm thuốc, bởi vì khoai lang là một loại củ mà nó lại có cái vị ngọt và tính nó bình, và tác dụng của nó là nó vào tỳ vị, nó giúp nhuận trường và nó làm tỳ tỳ, và nó giúp cho hoạt huyết, nó giúp điều hòa cái tỳ huyết. Đồng thời khoai lang là một cái loại là dược liệu, nó có tính chất là nó làm cho điều hòa cả cái tạng phủ. Cho nên khi mà người ta có những cái rối loạn về tạng phủ thì người ta lại sử dụng khoai lang. Người ta thường tự cho rằng khoai lang là một loại lương thực dùng để ăn là khi đói lòng, nhưng mà thật sự ra khi mà có bệnh thì đông y vẫn sử dụng khoai lang như là một loại dược liệu có hiệu quả. Cái khoai lang có nhiều loại, thì cái loại mà màu trắng, ruột trắng thì nó có tính cách là kiềm tỳ, nó nhuận trường. Và những cái loại khoai lang mà có màu như là màu đỏ, màu cam hoặc màu tím thì nó lại vừa bổ dược mà nó vừa tăng cường cái một cái hoạt chất là giúp sáng mắt, là trong đông y ta gọi là minh mục. Qua sử dụng một thời gian lâu dài thì người ta ghi nhận được là khoai lang nó giúp là giảm được cái tình trạng là cái lượng đường trong máu cao, mặc dù là nó là một loại có tinh bột. Mà đặc biệt là khi mà sử dụng khoai lang thì chúng ta cũng nên sử dụng ở những cái dạng là hấp hoặc là luộc, tại vì với một cái nhiệt độ nó vừa phải thì những cái sinh tố, những cái khoáng chất, những cái hoạt chất dinh dưỡng của khoai lang mà được giữ lại. Còn ở dưới những cái dạng mà chiên xào hoặc là nướng mà chảy quá thì nó cũng không tốt. Hiện nay thì cái củ khoai lang bình thường của chúng ta cũng được ghi nhận là nó có tác dụng, nó giúp giảm cái lượng mỡ trong máu, và những cái chất xơ ở trong khoai lang nó lại giúp là chống cái tảo bón, cho nên nó giải độc được cho cơ thể. Khi mà sử dụng khoai lang thì người ta thấy rằng cái lượng đường trong máu là nó được ổn định hơn là sử dụng cả cái loại tinh bột khác. Và chúng ta cũng không quên là ngoài cái khoai lang thì cái rau lang là một cái loại nó có
nhiều chất xơ, có nhiều chất nhầy, và nó rất tốt cho những người bị bệnh đái tháo đường và những người bị bệnh táo bón. À, và cùng với cách chế biến thì có thể luộc và hấp là mang lại hiệu quả cao nhất, chứ còn như là nấu lên và chiên, chiên lên xào và hoặc là nướng và nướng cháy quá là không, dạ, không tốt đúng không thầy? Dạ, xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Và còn một vấn đề nữa là khi mà dùng khoai lang thì nó có cái công dụng như thế nào đối với việc làm đẹp cho dáng cũng như là làn da, bởi vì chương trình Làm Đẹp Với Thiên Nhiên thì luôn mong muốn để biết được điều đó. À vâng, thì chúng ta thấy là cái khoai lang mà có màu là nó cung cấp là beta carotene, rồi nó lại là có nhiều cái hoạt chất nó giúp cho là nhuận trường, giúp sáng mắt, giúp là bảo vệ da và chống được những cái ánh nắng mặt trời nó làm tổn hại da. Cho nên mỗi cái phụ nữ mà làm đẹp thì chúng ta tốt nhất là ăn những cái loại khoai lang mà có màu. Và có một điều là chúng ta khi ăn khoai lang thì nếu mà cái bụng chúng ta mà cái tiêu hóa nó kém quá thì chúng ta gọt vỏ, còn không thôi chúng ta chỉ rửa cho thật sạch và chúng ta sử dụng luôn cả cái vỏ khoai lang. Đấy, thì những cái người mà hay bị đầy hơi, sình hơi thì chúng ta cũng nên hạn chế ăn khoai lang, tại vì cái tinh bột khoai lang nó sẽ là gây đầy hơi. Và hiện nay thì Mỹ Nhật thấy trên thị trường có những cái sản phẩm thực phẩm từ khoai lang như là mứt khoai lang rồi khoai lang chiên, thì ăn khoai lang với những cái hình thức như vậy thì có tốt hay không thầy ạ? Theo chúng tôi thì khi sử dụng khoai lang thì tốt nhất vẫn là khoai lang nấu và hấp. Còn những cái dạng khoai lang chiên có thể là người ta sử dụng những cái loại dầu mà chiên đi chiên lại nhiều lần thì nó cũng có sinh ra những cái chất không có lợi cho cơ thể. Còn khoai lang mà làm giữa cái dạng mà cái mứt khoai lang, dạ, hoặc là những cái dạng như là bánh kẹo gì đó là bằng, dạ, khoai lang thì chúng ta cũng nên thận trọng, tại vì qua cái quá trình chế biến mà nếu như mà không có được bảo vệ an toàn thực phẩm thì nó cũng sinh ra những cái rối loạn về mặt tiêu hóa. Cho nên khi sử dụng những cái loại sản phẩm đó thì phải thận trọng, phải quay thử là cái xuất xứ nó như thế nào, cách chế biến nó ra sao, và mình nhìn có thử là những sản phẩm đó nó có đáng tin cậy hay không. Vâng ạ. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã biết thêm nhiều thông tin về củ khoai lang. Một lần nữa xin được cảm ơn Lê Lê Đinh Công Bảy đã chia sẻ với chúng ta rất là nhiều thông tin thú vị từ củ khoai lang. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến phòng chế biến thảo mộc để thực hiện một số cách thức làm đẹp mà có thành phần chính là từ khoai lang. Có rất là nhiều cách để giải cảm từ khoai lang, mà trong phòng chế biến thảo mộc ngày hôm nay thì Mỹ Nhật và Minh Khuê sẽ hướng dẫn cho quý vị hai cách để giải cảm tốt nhất từ khoai lang. Cách thứ nhất là chúng ta dùng một nắm lá khoai lang trắng đã phơi khô cùng với một củ nghệ đã gọt sạch và 1/2 chén giấm. Chúng ta mang sắc lên và dùng nước uống. Cách thứ hai là chúng ta lấy 15g khoai lang trắng đã sắc lát và phơi khô cùng với 15g gừng. Chúng ta có thể nấu cháo ăn hoặc là sắc nước uống cũng có thể giải cảm rất là tốt. Và tiếp theo thì còn có một cách khác để trị được chứng cảm sốt và không ra mồ hôi. Cách này chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sắc hai củ khoai lang trắng thành những miếng nhỏ như hình hạt lựu. Bởi vì khoai lang nó sẽ chín lâu hơn là cải, cho nên khi sắc xong chúng ta sẽ cho khoai lang vào trong nồi và nấu trước. Và khi khoai lang đã gần chín rồi, chúng ta sẽ cho cải vào. Quý vị lưu ý là cải bè xanh chứ không phải là cải ngọt thì mới có tác dụng giải cảm tốt. Sau đó chúng ta sẽ nêm muối và hạt nêm cho vừa ăn với khẩu vị của mỗi người và múc ra chén. Chúng ta sẽ ăn món canh này thay cơm mỗi ngày, đặc biệt là mỗi khi bị cảm thì sẽ có hiệu quả rất là nhanh chóng. Còn một món ăn nữa rất quen thuộc, ngon miệng và tương đối rẻ, đó là món mứt khoai lang. Nguyên liệu chuẩn bị cho 1kg khoai như sau. Chúng ta pha mỗi lít nước cộng với 20g vôi trắng để từ hôm trước cho lắng xuống. Sau đó chúng ta sẽ lấy nước đã lắng đó để ngâm khoai, và các bạn nhớ là
nước phải hoàn toàn ngập khoai. Nước vôi này có tác dụng làm cho khoai của chúng ta giòn hơn. Khi khoai đã ráo nước, chúng ta sẽ cân lại. Cứ mỗi 1kg khoai chúng ta sẽ ngâm với 800g đường cát trắng. Để xên mứt khoai cho đẹp, nếu chúng ta cắt lát lớn thì phải chăm từng miếng khoai một. Chúng ta cho khoai, đường và 3 muỗng súp nước lạnh vào trong chảo, trộn nhẹ tay để lửa thật nhỏ. Sau đó, khi đường đã tan hết và sôi nhẹ, chúng ta gỡ tách liên tục để cho miếng khoai không bị dính vào nhau. Để khoai thấm đường cho đến khi thấy đường đã cạn gần hết, chúng ta cho thêm vào 1 muỗng cà phê thạch cao phi. Khi thấy đường bắt đầu đặc lại, chúng ta gắp từng miếng khoai, gác lên những vỉ đã để sẵn ở trên chảo. Chờ cho đến khi khoai đã nguội. Nếu như khoai chúng ta thái lát lớn thì chúng ta có thể gói mỗi miếng khoai vào trong một miếng giấy ni lông trắng. Còn nếu không thì chúng ta có thể bỏ vào trong một lọ thủy tinh. Vừa rồi Minh Huy đã hướng dẫn cho chúng ta cách để chế biến mứt khoai rất là hấp dẫn. Và tiếp theo thì nếu như quý vị muốn không bị táo bón, ngăn ngừa mụn và làm đẹp da hơn thì thường xuyên ăn khoai lang luộc chấm cùng với mật ong hoặc là với đường, với mè hoặc ăn kèm với những cái lát dừa non mà nạ ra đó Minh Huy rất là ngon và trị được những bệnh đó. Và nếu như quý vị không thích ăn khoai lang luộc thì có thể ăn canh rau lang nấu từ lá hoặc là lá rau lang luộc chấm nước mắm cũng rất là ngon và có tác dụng cũng tương tự như là củ khoai lang. Thưa quý vị, vừa rồi là một số món ăn như là mứt và một số cách làm đẹp cũng như giải cảm từ khoai lang. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm nhiều bí quyết để bảo vệ vóc dáng, sức khỏe, làn da của mình với những bí quyết mà chúng tôi mang đến cho quý vị trong chương trình này. Thuracao hân hạnh mang đến những bí quyết làm đẹp từ thiên nhiên. Khi làm đẹp, bạn luôn chọn những loại mỹ phẩm cao cấp, có nguồn gốc rõ ràng để được đảm bảo chất lượng. Bạn có biết, chất lượng sản phẩm của Thuracao đã được thế giới công nhận qua những giải thưởng quốc tế. Mình luôn chọn Thuracao vì Thuracao có nguồn gốc từ thiên nhiên. Mỗi sản phẩm là một bí quyết làm đẹp cổ truyền đấy bạn ạ. Vẻ đẹp tươi tắn của mình đã được Thuracao nuôi dưỡng và gìn giữ đấy. Thuracao, thảo dược thiên nhiên, chất lượng vượt trội. Sản phẩm đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao 12 năm liền và nhiều giải thưởng quốc tế.